Khi lạy Chúa là đức của tràng sống, cha từ ái của loài người chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì thời giờ quý giá này Chúa đã cho chúng con được biệt riêng ra tất cả công việc khác để chúng con tập trung vào lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban lời hứa rất lớn và quý cho chúng con, đó là luật pháp của Đức Chúa Trời và luật pháp của Thánh Linh sự sống mà Đức Thánh Linh chỉ ban cho những kẻ nào nhận biết Ngài và đi trong đường lối của Ngài. Và thời giờ quý giá này cầu xin Đức Thánh Linh là thật đã thật dẫn chúng con vào trong những lẽ thật của lời Ngài. Chúa mở trí cho lòng của chúng con. Ngài cũng mở mắt cho lòng của chúng con, mở tai của lòng chúng con và đổi mới tâm trí chúng con để khi chúng con nghe thì chúng con hiểu được và vui mừng nhận lấy lời của Ngài. Và Chúa ghi tạc lời của Ngài vào trong lòng chúng con, ban sức lực cho người bề trên chúng con để quản trị xác thịt mình, bắt phải phục theo luật pháp của Chúa để làm theo lời của Ngài. Nguyện xin ý của Chúa được nên, nước của Cha được đến. Và thì giờ này, xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt ban ơn cho chúng con. Xin Chúa cũng sức dầu cho chính con, nhờ ơn của Chúa để con có thể truyền đạt được rõ ràng, mạch lạc, giúp cho dân sự của Chúa có thể hiểu được lời của Ngài và vui mừng gìn giữ lấy, để nơi chúng con đều bước vào trong là thật đời đời của Ngài. Nguyện xin danh của Chúa được tôn cao, luật pháp của Chúa được vững lập. Con cảm ơn Chúa, cho con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp đến bài số 6, cho là bài xây lại vách thành Jerusalem. Kinh Thánh nền tảng là sách Nehemi đoạn 2 câu 9 đến câu số 12. Tôi xin phép đọc. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thơ của vua, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat người Horon và Tobija là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài quan thú tôi cưỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Khi chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận kế hoạch của chúng ta trong sự hầu việc này, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ, sẽ bảo vệ chúng ta. Trong bài này chúng ta sẽ được học về sự bảo vệ và sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời đối với những người hầu việc Ngài như thế nào. Nehemi đoạn 2 câu 9 chép: Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thơ của vua, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Mà ghi trên version chép câu này có nghĩa là: Vậy tôi đến gặp các quan cai trị các địa hạt ở bên kia sông và trao cho họ các bức thư của vua. Bây giờ, tức là trong hoàn cảnh đó, vua sai các quan tướng của quân đội cùng các chiến mã đến với tôi. Chúng ta được kinh nghiệm được về cách làm việc của Đức Chúa Trời thông qua lời của Ngài. Nghĩa là cái gì phải làm trước được chép trước và cái gì phải làm sau được chép sau. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời đã cho phép chép xuống trong câu chuyện tưởng như là rất đơn giản, như là sách lịch sử vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta, hầu cho chúng ta sẽ có được tin vào sự cai trị của Đức Chúa Trời. Theo lẽ thường thì khi bắt đầu hành trình, thì người được vua sai đi đó sẽ được quan quân của vua sai đi để bảo vệ ngay từ lúc ban đầu. Nhưng mà trong trường hợp của Nehemi, căn cứ theo lời đã chép, thì chỉ sau khi Nehemi đã gặp các quan tổng trấn ở phía bên kia sông thì bây giờ lời Chúa mới chép là ngay trong hoàn cảnh đó và bây giờ vua sai các sĩ quan của quân đội và các chiến mã đến với tôi. Tôi nói theo cách của mà King James Version có tiếng Hebrew để đối chiếu. Trước khi chúng ta đi sâu vào ý nghĩa mầu nhiệm của điều này, chúng ta hãy trở lại với con sông mà Nehemi sẽ phải đi qua. Nơi Nehemi bắt đầu cuộc hành trình cũng là nơi mà trong thời kỳ của Nehemi thì kinh đô của vương quốc Ba Tư, trong tiếng Anh là Persian, không đóng tại Babylon mà đóng tại Susa. Susa là thủ đô của dân Syria. Cho đến năm 640 trước công nguyên thì sẽ thuộc về vua Nebuchadnezzar. Susa nằm bên cạnh dòng sông Hideke, hay còn gọi là sông Tigris, chạy gần như song song với sông Euphrates. Các quan tổng trấn bên kia sông, khi nói đến bên kia sông tức là nói bên kia nơi mà Nehemi đã ở. Khi Nehemi nói điều này là Nehemi đang ở Susa, là kinh đô của vương quốc Ba Tư. Bên kia sông tức là bên kia dòng sông Hideke và bên kia dòng sông Euphrates. Nơi Nehemi bắt đầu cuộc hành trình và cũng là nơi mà trong thời kỳ của Nehemi thì kinh đô của vương quốc Ba Tư không đóng tại Babylon mà tại Susa.
các quan tổng trấn bên kia sông, đây nói đến các vùng đất phía nam của sông Hidekia và sông Euphrates, tức là thuộc về địa phận của dân Israel, căn cứ theo điều mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham và với Joshua. Sáng thế ký đoạn 15, câu 18 đến câu 21 chép: Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Abraham và phán rằng: Ta cho ngươi dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cadmonit, Hetit, Pherisit, Rephaim, Ammonit, Canaan, Gi-e-gasit và Jebusit. Và biên giới này được tiếp tục được nhắc lại qua lời Đức Chúa Trời công bố cho dân Israel khi họ chuẩn bị vượt qua sông Giô-đanh để vào chiếm xứ Canaan. Giô-suê đoạn 1, câu 1 đến câu 5 chép: Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạt đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Chót đời ngươi sống thì chẳng ai sẽ được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi. Ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Chúng ta chú ý đến câu số 5 này: Chót đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Lời của Đức Trời phán với Giô-suê là mạng lệnh, là lời hứa chắc chắn. Cũng như Ngài phán với chúng ta ngày hôm nay, nếu như lời của Đức Chúa Trời, mà lời Đức Chúa Trời tức là Giê-xu, hay cũng gọi là Giô-suê, Giô-suê là tiếng Hebrew mà Giê-xu là tiếng Hy Lạp, nếu như lời Đức Chúa Trời còn sống ở trong lòng của chúng ta ngày nào, thì những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó sẽ luôn được vững bền, vì Ngài vẫn ở cùng với chúng ta như Ngài vẫn ở cùng với Môi-se, hình bóng của luật pháp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ lời của Ngài. Nhưng nếu lời của Chúa chết đi trong lòng chúng ta thì mọi điều mà Chúa đã hứa cho chúng ta đó cũng sẽ mất đi. Vậy thì để cho mọi điều Đức Chúa Trời đã hứa chúng ta được bền vững thì chúng ta phải để cho lời của Chúa luôn sống ở trong lòng chúng ta. Thì đó là lời hứa rất chắc chắn cho chúng ta. Mà khi dân Israel lìa bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời thì các vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Abraham tổ phụ của dân Israel cũng như Ngài đã hứa với Giô-suê đó liền bị mất cho Babylon và trở thành thuộc địa của chúng. Và các vua của Babylon đã giao các vùng đất đó cho các quan tổng trấn của họ cai trị. Và đây là hình bóng cho quy luật của ma quỷ đã hợp pháp cầm buộc từng phần chi thể của người ta khi người ta phạm tội với Đức Chúa Trời, lìa bỏ lời của Đức Chúa Trời. Điều này được Đức Chúa Trời phán và được chép trong sách Lê-vi-ký đoạn 25 từ câu 29 đến câu 30. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi, đến năm hân hỷ nhà đó không ra khỏi tay họ. Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc chúng ta cách trọn vẹn cả thân, hồn và linh. Sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá và sự đổ huyết của Ngài trên thập tự giá đó là giá chuộc chúng ta ra. Và Đức Trời ban giá đó cho chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Nhưng Đức Trời không bắt buộc chúng ta phải chấp nhận cái giá này. Nhưng Ngài chỉ cho chúng ta biết hậu quả của sự nếu chúng ta từ bỏ, từ chối cái giá chuộc mà Chúa ban cho chúng ta đó. Giăng đoạn 3 câu 16 đến 21 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng. E rằng công việc của mình sẽ phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa bổ nhiệm của công việc mà Nehemi phải làm, đó là trao các bức thư của vua Artaxerxes cho các quan tổng trấn bên kia sông Euphrates. Và chúng ta lấy một ví dụ rất gần với cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thuê mướn một căn nhà để ở cho mình, và khi hợp đồng đã được lập thành và chúng ta đã giao tiền thuê nhà đó cho người chủ nhà rồi, thì kể từ đó chúng ta được quyền sở hữu ngôi nhà đó. Và nếu như ngôi nhà đó có bị hỏng hóc điều gì do những người thuê nhà đó gây ra, khi lỡ tường họ quyền đóng đinh vào tường, họ quyền đục nó để kê đồ, bất cứ điều gì trong ngôi nhà đó, họ có quyền sử dụng tất cả cái gì không gian ở trong ngôi nhà đó trong thời hạn mà hợp đồng cho phép họ. Đồng tiền họ đã trao cho chủ nhà ngày nào thì thời gian đồng tiền đó chứng minh họ rằng họ có toàn quyền sử dụng căn nhà đó theo ý của mình. Nếu như người chủ nhà muốn sửa chữa ngôi nhà đó thì phải được phép người ở trong ngôi nhà thuê đó cho phép. Bằng chẳng, người đó phải xin phép cái ủy ban của thành phố đó, nơi chính quyền sở tại đó có quyền cho phép vào căn nhà đó để sửa chữa. Mà nếu như người chủ nhà đó hoặc là thợ của chủ nhà đó muốn vào đó để sửa chữa thì phải được phép để vào đó. Và nếu như có giấy phép của chính quyền thì phải trình dâng cái giấy phép đó cho người thuê nhà nhìn thấy, thì bây giờ mới có thể hợp pháp vào trong ngôi nhà đó được. Tôi kể một câu chuyện cho chính tôi đã từng bị. Tôi có một căn nhà ở cái phố đó và cho người ta thuê làm văn phòng. Và tôi phát hiện rằng 2 tháng liền người ta không trả tiền nhà cho tôi. Và khi tôi đến thì đồ đạc họ vẫn còn trong đó, nhưng mà cửa thì khóa. Và tôi thay cái khóa của tôi thay khóa đó, với một điều kiện là nếu họ muốn lấy đồ đạc đó thì phải đến gặp tôi. Nhưng mà họ đến, họ ban đêm họ phá cái cửa đó, họ lấy hết đồ đạc đi. Và khi tôi báo công an, báo cảnh sát thì họ nói rằng cậu sẽ không đưa họ ra tòa được. Nếu như có đó, họ chỉ đền cậu cái khóa mà thôi, vì họ phá cái khóa đó. Bởi vì ở theo luật pháp của Canada đó, nếu như cái tiền nợ của họ đó dưới 1.000 đô la, kể cả là 999 đô la, thì tôi không thể đưa họ ra tòa được. Bởi vì khi ra tòa là gọi là small claim, tức là 1.000 đô trở lên mới được ra phép tòa. Như vậy thì người kia họ đã phá khóa của tôi để vào lấy đồ đạc của họ, chứ không phải là lấy đồ đạc của tôi, nên họ không phải là kẻ trộm. Bị thấy chưa? Một khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, nếu họ có nợ là nợ số tiền thuê nhà thôi, còn những gì họ phá khóa để vào lấy là bị hợp pháp đồ đạc của họ trong đó, luật pháp bảo vệ như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều này, bất cứ một khi nào chi thể của một người nào đó mà người đó là phạm tội trên mặt đất trời, và vì cớ tội lỗi đó mà thi thể họ bị tổn thương, là bởi vì cớ chính tội lỗi của họ đã mở cửa cho sự rủa xả của luật pháp giáng trên thân thể của họ, thì ma quỷ sẽ cầm buộc cái phần chi thể đó cho đến khi cái giá chuộc được áp dụng cho cái chi thể đó. Giá chuộc đó là sự ăn năn xưng tội. Nhưng có những người bị cầm buộc đến độ họ không thể ăn năn được nữa. Nếu như cái phạm tội môi miệng nó khóa mất miệng rồi, không thể mở miệng ăn năn được nữa. Vậy thì nếu như chúng ta là người sửa chữa, mà chúng ta muốn đến để sửa chữa nhà cho Chúa của chúng ta đó, thì trước hết chúng ta phải xin phép Chúa. Vì Chúa chúng ta biết rõ rằng căn nhà đó đến lúc nào thì được phép sửa chữa lại, đến lúc nào thì được phép chuộc lại. Và chúng ta phải có sẵn sàng có giá chuộc. Và nếu như giá chuộc chưa có thì không thể sửa căn nhà đó được. Chúng ta phải được phép vào đấy đó. Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 8 phép như thế này: hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rửa rẫm, có chân nào biết bước đi, cuống họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Đây là một sự rủa xả rất nặng mà Đức Trời đã công bố ra đối với những kẻ nào thờ hình tượng và làm hình tượng. Ma quỷ căn cứ vào luật pháp mà Đức Trời đã công bố đó để thi hành án phạt và đặt sự đổ giá trên những người vi phạm luật pháp đó. Những người thờ lại hình tượng không chỉ bị án phạt trên thân thể của họ mà thôi, mà còn truyền đến trên con cháu của họ trải 3-4 đời. Căn cứ theo điều
răn thứ hai mà Đức Chúa đã phán ở trong sách luật xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20. Ma quỷ cầm buộc từng chi thể của họ căn cứ theo luật pháp. Ví dụ mắt của họ nhìn thần tượng, trông cậy thần tượng thì mắt của họ sẽ làng lẹp, đáng trí mộng hoặc là mù hoặc là đuôi đi. Tai họ thích nghe tụng kinh gõ mõ, thích nghe lời của thầy bói, thích nghe người của sự mê tín dị đoan, tai họ sẽ nghênh ngãng viêm tai. Hoặc là nếu như họ thích thờ lại thần tượng, dâng hương cho thần tượng như vậy đó, thì mũi của họ sẽ hít vào khói của cái hương đó và nó làm cho ô uế đường hô hấp của họ và gây ra viêm mũi, viêm phổi rồi viêm xoang luôn. Bởi vì mặt họ đối diện với thần tượng, hướng vào thần tượng như vậy nên mặt họ bị tàn nhang. Và bởi vì cái nơi đó là nơi Chúa dựng nên để thờ lại Ngài mà lại không dùng cái nơi đó để thờ phượng Chúa thì Chúa khiến cho tai nạn xảy ra. Tôi thấy có rất nhiều người đấy, phạm tội ngoại tình với chồng người khác, nó rạch mặt cho nó tạt axit vào mặt. Thế bởi vì sao? Người ta sử dụng cái đẹp đẽ của mặt, đáng nhẽ để dùng tôn vinh Chúa, người khen Chúa, thì sử dụng cái mặt đẹp của mình đó để cám dỗ người khác, khiến người ta phạm tội ngoại tình với mình, thì Chúa khiến cho cái mặt đó bị rủa xả đi. Rồi vì cái miệng của họ đáng nhẽ để mà thờ phượng Chúa, hát người khen tôn vinh Chúa, thì lại tụng niệm khấn khứ với cái thần chết, khấn khứ với ma quỷ như vậy đó. Chúa khiến cho đây răng họ bị sâu, rồi thì tai nạn xảy ra khiến cho mặt mũi họ bị ngã, bị phỏng, bị mụn nhọt, hoặc là răng của họ bị bệnh tật nên không dám mở miệng ra để nói chuyện bị xấu, rồi khiến họ bị sỉ nhục, hoặc là mở miệng ra thì chửi thề, mở miệng ra nó nói bậy, không ăn của ngon rồi vật lạ Chúa ban cho đời người chúng ta mà lại hút thuốc lá này, hút thuốc lào rồi khiến cho bệnh hoạn xảy ra. Tức là tất cả điều gì mà người ta thờ lại thần tượng. Mà thường thường khi thờ lại thần tượng như vậy thì năm giác quan họ đều hướng về thần tượng cả. Mắt, mũi này, miệng này, tai này và cái sắc diện họ đó đều đối diện thần tượng, và tất cả gì đối diện với thần tượng đó thì chúng ta biết đấy. Gần đèn thì dạng, gần bậc thì đen. Nếu mà gần thần chết thì sẽ chết. Nếu cái gì mà thuộc về sự chết sẽ ám trên người đó và Chúa khiến cho người đó bị những bệnh tật đó. Trên đây mới chỉ một số ít vì về những cái bệnh mà sẽ xảy ra trên những người thờ lại thần tượng mà thôi. Như trên đã nói đó, khi người chủ nhà hay là những người được chủ nhà cử đến để sửa chữa lại căn nhà mà người ta cho thuê đó bị hư hỏng đó, thì không thể dễ dàng mà vào được mà phải xin giấy phép và được sự đồng ý của cái người thuê nhà đó mới được phép vào trong nhà đó, bằng chẳng thì không thể được vào. Thì cũng có thể như vậy, mỗi người chúng ta đều được căn nhà và đều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng nếu người đó vì thiếu biết luật pháp của Chúa nên bán cho tội lỗi rồi thì mới quỷ hợp pháp vào trong thân thể đó. Chúng ta là người thuộc về Chúa, là người sửa lại những nơi hư hoại đó, muốn đến sửa nhà cho Chúa. Chúng ta biết đấy, người đó thuộc về Chúa, thân thể người đó là nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ nó bán, bây giờ làm sao bây giờ? Vì Chúa đã trao cho người đó cái quyền để quản trị công việc của tay Chúa làm. Bây giờ người ta không quản trị theo cách của Chúa mà quản trị theo cách của họ. Vậy thì muốn sửa chữa đó phải xin phép Chúa, phải báo cáo tình tiết với Chúa. Vì Chúa lớn biết rõ cái tình tiết, cái trường hợp này, hoàn cảnh này nó như thế nào. Và nếu như chúng ta được phép thì chúng ta phải xin Chúa giấy phép. Và khi chúng ta có giấy phép của Chúa rồi đó, chúng ta phải trình dâng cho cái quyền lực ở giữa căn nhà đó. Và chúng ta biết khi chúng ta bắt đầu cầu xin Chúa, khi chúng ta bắt đầu thành chức vụ, chúng ta chưa thấy quyền năng của Chúa đâu cả. Nhưng khi chúng ta có giấy phép của Chúa rồi đấy, mở miệng ra công bố rằng Chúa đã cho phân ta phép đó, công bố thì ngay lập tức ma quỷ là kẻ cầm giữ cái thân thể của người đó lập tức sợ hãi. Nó giống như nó thấy cả một đạo binh cực lớn của Đức Chúa Trời đi cùng với mình vậy, và nó sợ hãi. Ở đây chúng ta thấy có một điều rõ ràng, Kinh Thánh không hề chép rằng vua Atalase đã sai các sĩ quan cùng các chiến mã của vua đi cùng với Nehemi từ Susa, không hề chép. Nhưng mà Kinh Thánh chép rõ ràng là khi mà Nê-mi gặp các quan tổng trấn ở bên kia sông và trao lá thư của vua cho họ rồi thì bây giờ mới chép ra rồi, và vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Nhưng bản Kinh Thánh chép thế này: Now the king has sent captains of the army and horsemen with me. Có nghĩa là bây giờ nguyên văn là gì? Trong hoàn cảnh đó, vua sai các quan tướng của quân đội cùng các chiến mã đến với tôi. Chính lúc chúng ta có giấy phép đưa ra đó thì ấy là đạo binh của Chúa lập tức xuất hiện trước mặt chúng ta. Chúng ta nhớ chuyện tiên tri Elise, khi quân đội của vua Syria kéo tới để mà tấn công tiên tri Elise,
là bởi vì bao nhiêu trận chiến của vua Syria tấn công dân Israel đều thất bại cả. Người ta nói rằng là vua thua là bởi vì ở bên Israel có một tiên tri là Elise đấy. Mọi điều gì vua bàn luận kể cả trong đầu thì tiên tri cũng biết cả, nên vua thua. Nên vua Syria tìm cách đến các quân đến để đánh trận với lại Elise. Đầy tớ của Elise sợ hãi. Elise nói lại Chúa, xin Đức Chúa Trời mở mắt cho kẻ tôi tớ ngài thấy đạo binh của Chúa đi. Và Chúa mở mắt cho kẻ tôi tớ Chúa, tôi tớ của Elise, người thấy gì nhỉ? Xe và lính kỵ của Đức Chúa Trời chung quanh mình đầu nhiều quá, nhiều hơn cả kẻ thù nghịch của mình nữa. Và ông ta vững tâm. Vậy cũng có thể như vậy, khi chúng ta được quyền của Chúa rồi đấy, thì tất cả mọi quân đội của ma quỷ lập tức sợ hãi, bởi vì chúng nhìn thấy đạo binh của Đức Chúa Trời đi theo chúng ta. Chúng ta nhớ rằng chỉ cần một thiên sứ của Chúa thôi, với một cây gươm thôi này, là tất cả đạo binh của ma quỷ phải chạy hết. Không cần đến nhiều thiên binh thiên sứ đâu, một thiên sứ của Chúa thôi. Bởi vì khi thiên sứ của Chúa cầm gươm được phái đến, tức là đại diện của Chúa rồi, vậy thì mọi quyền năng của Đức Chúa Trời đều ở trên thiên sứ đó. Như vậy chúng ta phải biết rõ rằng là gì? Khi chúng ta được Chúa cho phép, chúng ta biết rõ dấu chỉ nào là chúng ta biết rằng Chúa cho phép chúng ta. Và khi chúng ta có dấu chỉ rồi thì không có đạo binh nào có thể ngăn cản chúng ta được. Chúng ta có thể nhận biết được điều này ứng nghiệm cho chúng ta nếu chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Jesus Christ khi chúng ta phải đối diện với sự bắt bớ của quyền lực thế gian. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 17 đến 20 chép: hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội, là vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải từ các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Khi những người được Đức Chúa Trời ban quyền phép cho để thi hành chức vụ trong nước của Ngài đó, thì bây giờ trong danh của Chúa Jesus Christ mà các tôi tớ của Chúa có thể bắt tất cả mọi quyền lực của ma quỷ phải bị bắt phục. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 10 câu 6 đến câu 4 đến câu 6 chép: và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đánh đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục sau khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. Bản tiếng Việt sử dụng từ hơi khó hiểu, đó là chịu lụy, là bản tiếng Hy Lạp chép đó là hukapo, số 5218, có nghĩa là chú ý lắng nghe vâng lời. Có nghĩa là cũng nhờ khí giới đó chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chú ý lắng nghe lời của Chúa và vâng lời Ngài. Căn cứ theo nguyên tắc của luật pháp mà Đức Trời đã ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể tin quyết được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong uy quyền của lời Chúa. Khi chúng ta đã vâng phục mạng lệnh của Đức Trời, chúng ta chỉ lấy nghe thoáng qua mà thôi, nhưng phải chú ý. Khi chúng ta nghe giảng mà chú ý thì sẽ không buồn ngủ. Bằng chẳng chúng ta coi thường lời đó là thường thôi thì sẽ ngủ gà ngủ gật. Nhưng nếu chúng ta chú ý từng tư từng chữ một thì không buồn ngủ nữa. Và khi chúng ta chú ý thì hiểu rồi, mà nó hiểu rồi nó nhập tâm ngay trong lòng chúng ta. Chính Thánh Linh giúp chúng ta đã thắng sự buồn ngủ khi chúng ta chú ý từng lời một để hiểu ý đó là làm sao cả, thì Chúa sẽ khiến ta tập trung, và khi ta tập trung thì không còn buồn ngủ nữa. Và khi có thể hiểu được rồi đó, chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Qua các bài trước, chúng ta đã được biết tầm quan trọng của sự được cho phép và có chủ quyền trên các chức vụ cầu thay cũng như trong tất cả các chức vụ hầu việc Chúa. Vì sự cho phép của Đức Trời cũng đồng nghĩa với sự Chúa ở cùng. Chúa vừa giúp, Chúa giúp đỡ và Chúa bảo vệ. Bởi vì khi Chúa đồng ý, ấy là Chúa cùng làm việc của chúng ta. Vì ngoài Ngài ra chúng ta không làm gì được cả. Vì Chúa hứa là ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Vậy thì khi được phép thì chúng ta phải biết rằng là Ngài đang ở với mình, Ngài sẽ giúp đỡ mình và Ngài sẽ bảo vệ mình. Và chúng ta sẽ có thể làm được những điều mà chúng ta đã xin Chúa cho chúng ta làm trong nước của Ngài. Mặc dù chúng ta đã được Chúa cho phép thi hành trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình và quyền hạn của mình, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mọi sự chúng ta làm sẽ được dễ dàng thuận lợi đâu.
Bởi vì ma quỷ là kẻ biết nó sẽ có sự cuối cùng của mình rồi. Nên chúng cứ tìm mọi cách để ngăn trở, để phá hoại công việc mà chúng ta làm. Chúng đã ngày đêm rình rập để tìm đủ mọi cách để ngăn trở công việc này. Bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ học để biết làm thế nào để có thể chống lại được cái sự chống đối của ma quỷ. Và làm thế nào để đắc thắng quyền lực đó và hoàn thành công việc được Chúa giao cho. Nehemiah đoạn 2 câu 10 chép: Khi Sanballat người Horon và Tobija là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thành của dân Israel. Bản kinh trên version chép câu 10 như sau: When Sanballat the Horonite and Tobija the Seven the Ammonite heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Chúng ta hãy xem Sanballat và Tobija là hạng người nào, họ là ai và tại sao chúng lại chống đối công việc của Nehemiah. Sanballat trong tiếng Hebrew có nghĩa là sức mạnh. Sanballat làm quan tổng trấn xứ Samaria trong khoảng thời gian vua Darius đệ nhất trị vì, tức là khoảng năm 404 trước công nguyên. Và mặc dù người mang tên Babylon, vì do Babylon dựng lên cho người làm quan tổng trấn ở nơi đó, và Sanballat luôn sống theo phong cách của người Giuđa, nhưng kỳ thực hắn không phải là người Giuđa. Các con trai của Sanballat đều mang tên người Giuđa và luôn có một cái tên kèm theo là Yahweh, tức là được Giê-hô-va. Các tên con trai của Sanballat đều có một cái tên đi theo mình kèm theo đó, đệm đó là Giê-hô-va, hoặc là Đức Giê-hô-va là tốt lành, Đức Giê-hô-va là sức mạnh, ví dụ như vậy. Con gái của Sanballat có lấy một trong các con trai của thầy tế lễ thành phẩm Jojada, được chép trong sách Nehemi đoạn 13 câu 28, nhưng mà chính Nehemi đã đuổi luôn cả con trai của thầy tế lễ ra khỏi bởi vì đã lấy con trai của Sanballat. Sanballat đóng giả là người Giuđa nhưng hắn không phải là người Giuđa, bởi vì trong thời kỳ sau này bất cứ người nào đến phải chứng minh rằng mình là trong chi phái nào của Israel. Sanballat và các con trai người không chứng minh nổi và bị trục xuất khỏi dân Israel. Sanballat cố gắng tạo cho mình giống như người Giuđa, không phải để thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng để tìm kiếm lợi ích, sự giàu có ở trong dân Giuđa. Hắn không muốn thành Jerusalem được xây lại. Khi Nehemiah sử dụng từ người Horon, tức là the Horonite, là quý chỉ ra bổn tánh độc ác và nham hiểm của Sanballat. Horon tức là the Horonite trong tiếng Hebrew có nghĩa là hai cái hang động, hai cái xảo huyệt, nhà của sự gian dối, nhà của sự giận dữ. Horon là chữ ghép lại của chữ Beth Horon, là tên của hai cái thành đối diện nhau, giống hệt nhau, nên người ta gọi là thành sinh đôi. Hai cái thành này nằm án ngữ con đường duy nhất từ biển Địa Trung Hải cho đến thành Jerusalem. Nếu như Sanballat làm chủ được hai cái thành này, tức là hắn không thể khống chế hoàn toàn kinh tế tài chính của thành Jerusalem. Người thứ hai liên kết với lại Sanballat đó là Tobija. Cũng giống như là Sanballat, không rõ nguồn gốc, nhưng hắn luôn sống theo cách của người Giuđa và hắn đã từng sống trong khu vực của các thầy tế lễ ở trong đền thờ của Đức Trời tại thành Jerusalem. Nên đi gọi Tobija là kẻ tôi tớ Amon, nhưng mà trong tiếng Anh là gì? Nói là gì? Kẻ tôi tớ. Chứ tôi tớ đó là do các quan tổng trấn của vua Babylon phong tặng cho hắn, bởi vì khi quân đội của Babylon sang triệt hạ thành Jerusalem thì gia đình của Tobija này đã chạy đến nơi của dân Moab, dân Ammonit đó để sống. Hắn rất là giàu có và hắn làm tôi tớ cho dân Ammon và tôi tớ cho Babylon. Sanballat đã liên kết với Tobija chống lại Nehemiah, vì nếu như thành Jerusalem được xây lại thì uy thế của Tobija và của Sanballat sẽ bị tiêu tan lên. Nên khi hai người này nghe được tin Nehemiah đến để xây dựng lại thành Jerusalem như vậy thì bản tiếng Việt dịch là bất bình. Nhưng mà bản tiếng Anh thì chép rõ ràng là it grieved them exceedingly, tức là làm cho chúng cảm thấy sầu não tột đỉnh, buồn bực vô cùng. Ở trong tiếng Hebrew cái từ này có nghĩa là
Khi Sanballat người Horon và Tobia kẻ tô tới Ammon nghe được điều đó, thì cái điều mà chúng đã nghe được đó làm cho chúng cực kỳ đau khổ, làm cho chúng tan vỡ ra từng mảnh, làm cho mất hết mọi hứng thú, khiến cho cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Vì cớ có một người đến tìm kiếm sự giàu có, sự tốt lành của dân Israel. Ở đây chúng ta thấy này, quyền lực của ma quỷ sẽ không bao giờ vui khi chúng biết rằng có người của Đức Chúa Trời đến để giải cứu những kẻ mà chúng đang cầm buộc. Vì bản tính của chúng là độc ác. Ma quỷ khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng thì được ở chốn không trung. Chốn không trung chẳng có nhà, chẳng có núi, chẳng có gì để ở cả. Vớ vẩn trong không gian vậy thôi. Không có chỗ nào để mà ẩn náu cả. Nên chúng rất thèm khát được vào trong trái đất này, được ẩn náu. Nên chúng phải tìm cách làm sao hợp pháp vào được. Chúng lừa loài người. Để khi loài người phạm tội rồi thì chúng có thể di trú từ không gian để vào trong người ta. Và bởi cơ đó là chúng chen chúc nhau ở trong loài người, chen chúc nhau ở trong con vật. Khi con heo mà bị chúng ám á, có tới 5.000 tên trú ở trong con heo. Mà khi một người bị quỷ ám là có tới cả một quân đội ở trong đó. Bởi vì sao? Chúng thích lơ lửng ở trong không gian. Chúng cần một nơi ẩn náu để trú ẩn. Bởi vì đó chúng rất thèm khát xác thịt của người ta. Mà khi nó vào ẩn náu trong xác thịt của người ta đó, nó sẽ hành hạ thân thể người ta. Nên có rất nhiều người đã trở thành công cụ cho ma quỷ. Thờ thần tượng, rồi nói dối, rồi ô uế hoặc là tà dâm. Nên có người hành dâm liên tục như vậy bởi vì ma quỷ làm điều đó vào trong người ta qua thân thể xác thịt của người ta. Nó rất thèm khát con cái của loài người. Lên tìm cách ẩn náu và nó không muốn bao giờ buông tha người của Chúa cả. Cho nên là gì? Nó sử dụng những người hiểu biết, những người ích kỷ, những người tham lam, những người thờ lại thần tượng đó để chống phá lại công việc giải cứu của Đức Chúa Trời đối với người mà Ngài đã đổ huyết ra để chuộc họ lại. Ma quỷ sử dụng những người hiểu biết về luật pháp Đức Chúa Trời, nhất là những người thích ngồi ngôi của Môi-se, những người rất thích về cái sự lãnh đạo ở trong thủ tục tôn giáo, đặc biệt là trong nước của Đức Chúa Trời. Trong cái thủ tục tôn giáo của những người tin Chúa đó, vì họ không có quyền phép của Đức Thánh Linh, cho nên họ không muốn những người có sự thức giàu của Đức Chúa Trời đến để làm mất ảnh hưởng cho họ. Tôi nhớ là khi tôi sang bên Mỹ giảng, tôi đối diện với một vợ chồng ông mục sư đó, họ nói như thế này này: thôi mình cứ tằng tằng mà đi thì không sao, bây giờ mà mời mấy giáo sĩ đến ấy, rồi khổ lắm. Tại vì mấy ông giáo sĩ ấy, hit and run, ông ấy đến ông đụng một cái giống đi luôn, ông có lo đâu. Nên ông giảng rất là mạnh, khiến sự của Chúa bùng cháy lên. Và khi họ đi rồi đó, mình cực lắm, tại vì mình không đủ sức làm như họ, và dân sự nhìn mình sẽ ra sao. Thôi tốt nhất là cứ để dân sự sống như thế này được rồi. Họ muốn là sự của Chúa cứ nghèo như vậy đi, bởi vì họ vốn nghèo. Nên bây giờ mà cho người giàu có đến, mà sự giàu có đến thì dân sự sẽ mở mắt ra mà muốn giàu có như họ. Họ đòi hỏi với mình không cung cấp được thì sao? Như vậy mình mất ảnh hưởng rồi. Chúng ta nhớ hệt giống hệt như là cái thời kỳ của Chúa Giêsu thành chức vụ ở thành Jerusalem. Người Pharisee nhìn thấy tất cả mọi người đều theo Chúa Giêsu hết rồi, họ bực lắm. Họ nói: nhìn kìa, hết thảy mọi người ta đều theo Ngài mà chúng ta chẳng làm được gì. Bởi vì tất cả mọi người đều đi theo Chúa Giêsu rồi. Và người ta không nhìn vào mình nữa, nên họ nổi cơn ghen này, bực tức đi vì mình mất sự ảnh hưởng. Sanballat và Tobia là hai loại người này, hình bóng cho những người ngày hôm nay là muốn cầm quyền cai trị hội thánh của Chúa, giống như Demetrius đấy, chống lại là thật mà Phaolô giảng dạy vậy. Nó không muốn hội thánh của Chúa được giàu có thịnh vượng trong quyền năng của Đức Chúa Trời, nó muốn cứ như vậy thôi. Nên là khi mà người của Chúa đến để giải cứu họ, cũng như là người được sức dầu của Chúa đến để giảng lẽ thật ra, để cho dân sự của Chúa biết luật pháp của Chúa, đều được giải cứu, giải phóng, giải thoát ra khỏi cảnh tù tội của ma quỷ làm tôi mọi cho tội lỗi như vậy đó, đều được chữa lành. Thì những kẻ mà từ trước đến giờ ở đây sống trên sự đau khổ của dân sự Chúa đó, bố thí mà, những kẻ mà sống ngắt ngoài đó mà có một bánh chút xíu bố thí được rồi là yên tâm lắm rồi. Họ, những kẻ đó rất ác, họ chỉ muốn được sự của Chúa sống ngắt ngoài mà thôi, sống còn, có tồn tại mà thôi, chứ không mạnh mẽ như Chúa được. Nên những người này rất ghét những sự người được sự giúp đỡ của Chúa đến để đem lẽ thật của Chúa đến để giải cứu sự của Chúa, và chúng tìm một cách để chống lại cái công việc này. Trở lại với công việc, cái đề tài này,
là ma quỷ khi mà nó tìm được nơi nào đó, nó tìm một cách để cầm buộc cái đó. Nó đưa cho nhiều quỷ dữ đến để giữ cái đó cho chặt. Bảy quỷ dữ tức là bảy loại quỷ gớm ghiếc, tà dâm này, giết người này, trộm cướp này, hoang đàng này, ô uế này, cờ bạc này, bắn chặt cái đó lại. Như vậy nếu như người đó mà có nhiều quỷ như vậy thì sẽ phạm nhiều tội, mà phạm nhiều tội như vậy thì mắc nhiều nợ thì làm sao trả được. Vậy thì chúng có hợp pháp đồ lũy ở trong đó, chúng dựa vào nhau để sống ở trong thân thể của người ta, và chúng là kẻ giết người nên không bao giờ chúng muốn người ta thoát cảm. Như vậy nếu như chúng ta muốn cầu thay cho những người phạm tội đó mà không có quyền phép của Chúa, không có giấy phép, không có chủ quyền của Chúa, không sự biết thì không thể nào ra được. Bởi vì ma quỷ sẽ tìm mọi cách để chống đối, để cầm buộc, chúng giấu bằng mọi cách để giấu tội lỗi, mà tội lỗi còn nơi đó thì Chúa không thể cho người đó được giải phóng được. Vì Chúa nói rồi mà, nếu người trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Những người Pharisee và các thầy tế lễ thành Jerusalem đã tức giận khi thấy người ta theo Chúa Giêsu, vì Ngài đã dùng quyền phép của Đức Chúa Trời để giảng. Người ta nói là người giảng cách có thần, chứ không giảng giống như người thầy thông giáo và người Pharisee. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 17 đến câu 19 chép này, đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu Lazarơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. Nhân đó người Pharisee nói với nhau rằng: các ngươi thấy mình chẳng làm nổi gì hết, kìa cả thiên hạ đều chạy theo người. Mất sự ảnh hưởng. Tôi cũng hiểu lý do tại sao tôi bị ném đá tơi bời. Là bởi vì khi tôi được Chúa sử dụng và người ta gọi phone cho nhau là nói ông sư thành, ông giảng ở đó đó, họ kéo nhau đến. Khi tôi đến nơi thì thấy được quốc dép đầy kín hết trên đó rồi, cả cầu thang hết cả chỗ người đứng rồi, mừng vô cùng. Những ai ra đâu thì những người mà thuộc dạng Pharisee này tức lắm, thấy tất cả đều theo cái người này, nghe người này rồi mình bị bỏ rơi như vậy, bàn nhau tìm kế vu cáo. Chúa Giêsu đã của trách hạ người này như sau. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13 chép: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Hiện nay tại nhiều hội thánh trên thế giới này, Đức Thánh Linh đang làm thành cái điều mà Ngài đã phán trước, đó là phục hồi các chức năng cho các thầy tế lễ ở trong nước của Ngài. Không phải chỉ dành cho dân Israel mà là cho muôn dân, nghĩa là cho các dân mà trước đó họ không biết Đức Chúa Trời. Sách 21 đoạn 9 câu 11 đến câu 15 chép: trong ngày đó ta sẽ dựng lại nhà tạm của David là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa, đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Edom và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va là đấng làm trọn điều ấy phán, đã phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: này, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống, các núi sẽ nhỏ rượu ra và mọi đồi sẽ tan chảy. Ta sẽ đem phu tù của dân Israel ta trở về, chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá và ở đó, chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời người phán vậy. Chúa nói tiên tri trước rằng Chúa sẽ khiến cho tất cả những nơi nào, những người nào được gọi là dân Israel, Chúa nói tâm linh của dân sự của Ngài ở khắp mọi nơi. Như trong Ê-xê-chiên Chúa nói đó, bay là loài người, bay là chim của đồng cỏ ta. Thì Chúa sẽ khiến cho tất cả những người nào vốn được ra từ Ngài đó sẽ được giải cứu ra, và họ sẽ trồng trọt trên vườn của mình. Tức là gì? Trên thân thể của chính họ đó sẽ được công bố lời Đức Trời, gọi là trồng nho và được uống rượu nó. Chúa sức giàu cho họ, Chúa hứa như vậy. Tiếp tục ở trong sách Ê-sai đoạn 44 câu 24 đến 28 chép này: Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vậy: ta là Đức Giê-hô-va đã làm nên mọi vật, một mình ta đã dương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng ta? Ấy chính ta làm chật các điềm của kẻ nói dối, khiến thầy bói nên ngu muội, làm cho kẻ trí tháo lui, biến sự khôn ngoan nó ra dại khờ. Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tới Ngài, thiệt thành mưu của sứ giả Ngài, phán về thành Jerusalem rằng nó sẽ có người ở, và về các thành của Giu-đa rằng nó sẽ được lập lại. Ta sẽ dừng lại các nơi hoang vu của nó, phán cùng vực sâu rằng hãy khô đi,
ta sẽ làm cho cạn các sông. Phán về Siru rằng nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng nền ngươi sẽ lại lập. Siru đây nói về vua Siru, mà lúc đó là dân ngoại. Chúa nói về chúng ta ngày nay là gì? Cho dù chúng ta đã sống tối tăm như thế nào, nhưng mà khi mà Chúa đã chọn chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ trở thành người chăn chiên của Ngài. Và Chúa lập chúng ta ở trên đất nước của Ngài vậy. Ở trong sách tiên tri Esai đoạn 45 câu 1 đến 13 chép, Đức Giê-hô-va phán thế này cùng Siru là người sức giàu của Ngài: ta đã cầm lấy tay hữu ngươi, đặng hàng phục các nước trước mặt ngươi, và ta sẽ tháo dây lưng các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt ngươi, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban báu vật chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp tội tơ ta, và vì Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đứng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa, dầu ngươi không biết ta. Ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm cho sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Giê-hô-va làm mọi sự đó. Hỡi các tường trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống, đất hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần. Ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên sự đó. Khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình, một bình trong các bình bằng đất. Đất sẽ há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi mình rằng: ngươi làm chi? Hoặc việc ngươi làm há có nói rằng: nó không có tay. Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng: cha sinh ra gì? Và cùng đàn bà rằng: ngươi đẻ gì? Đức Giê-hô-va đấng thánh của Israel, tức là đấng đã làm cho Israel, phán như vậy: các ngươi hãy hỏi ta về những sự sẽ đến, hãy bảo ta về sự các con trai ta và về việc làm bởi tay ta. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng lên loài người ở trên đất. Chính ta, tức là tay ta, đã dương ra các tầng trời và đã truyền bảo các cơ binh nó. Ấy chính ta đã dấy ngươi lên trong sự công bình và sẽ ban bằng mọi đường lối ngươi. Ta sẽ lập lại thành ta và thả kẻ bị đày của ta, không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Ở đây chúng ta thấy Đức Trời phán rằng Ngài sẽ đi trước mặt chúng ta, ban bằng đường chúng ta, và Ngài phá tất cả các loại cổng, các loại cửa bằng đồng hay bằng sắt, Ngài phá hết, không thể đóng được lại. Để làm gì? Vì cớ Gia-cốp tội tơ ta, và vì cớ Israel mà ta chọn lựa. Chúa nói là vì cớ thân thể xác thịt cũng như tâm linh của những người vốn thuộc về Ngài, Ngài sẽ phá tất cả các then, các cổng, tất cả điều gì mà quỷ tìm cách để trói buộc người ta, Chúa cũng phá hết. Ngài chọn chúng ta, dù là như là Siru vậy đó, người ngoại thật, dù chúng ta không biết Ngài, Ngài cũng sức giàu cho chúng ta và thắt lưng cho chúng ta, Ngài trang bị lá thật của Ngài cho chúng ta, và Ngài tháo cái lưng của kẻ thù nghịch và khiến cho nó ngu dại luôn, khiến là quỷ không biết được nào mà trở tay nữa. Ngài sức giàu cho chúng ta làm điều này. Như vậy chúng ta thấy khi mà Chúa đã phán thì Ngài sẽ buộc chính Ngài vào lời Ngài đã phán đó và làm cho thành điều Ngài đã phán hứa đó. Nemi không để ý đến chuyện Sanballat và Tobija chống lại mình. Nhưng Nemi nhận biết một điều: Chúa đang cai trị, và biết rõ rằng là chính Chúa đã đặt cái điều đó ở trong lòng của Nemi, mà Nemi biết điều đó. Nemi tin quyết vào lời của Đức Chúa Trời và biết rằng chính Đức Chúa Trời đã cho phép mình làm điều này và cho thành có đền thờ Đức Chúa Trời, và Nemi tin rằng mình sẽ làm được. Vì Nemi hiểu Đức Chúa Trời, biết sự cai trị của Ngài. Đức Chúa Trời là vì cớ Gia-cốp và Israel mà chọn Siru làm tôi tớ Ngài để giải cứu dân Israel. Và trong đó thực lời Chúa thì Chúa cũng sẽ vì cớ thân thể của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng chính tay của Chúa lấy bụi đất nắn lên thân thể của chúng ta. Không người thợ gốm nào mà nắn cái đình rồi lại đập nó đi. Nếu như nó tự không chấp nhận cái điều mà đứng tạo lên mình thì nó phải bị hủy đi thôi. Chứ còn cái người thợ gốm nó nắn lên đình của mình thì ưa chuộng cái tác phẩm của mình. Chúa tạo dựng đến chúng ta không phải là vô ích. Và bây giờ Chúa tìm cách cứu chúng ta lại. Vì cớ tôi tớ Ngài, vì cớ người Ngài được chọn, nên Chúa chọn chúng ta. Ngài ban cờ xí cho chúng ta để vì lẽ thật mà sổ nó ra, hỏi cho người yêu dấu của Chúa để giải cứu, giải phóng, giải thoát. Dân sự của Chúa ở khắp mọi nơi.
Loài người là dân sự của Chúa, là trên đồng cỏ Chúa. Nên vì cớ họ, nên Chúa chọn chúng ta. Vậy chúng ta phải ơi, chính chúng ta là Siro, chứ không phải chúng ta là Israel, không phải là Jacob theo thuộc thể. Nhưng mà vì cớ dân sự của Chúa, nên Ngài chọn chúng ta, trong đó có chúng ta. Vậy thì chúng ta chẳng có gì lên mình kiêu ngạo cả, và tạ ơn Chúa để làm điều này cho ý của Chúa được nên. Chính Đức Chúa Trời sẽ tháo dây lưng các vua. Chúng ta biết các sự trang bị, dây lưng nói về các sự trang bị, Chúa khiến nó bị mất cái quyền lực đó đi. Tất cả dây lưng của ma quỷ đó là gì? Các cái tờ khế nghịch lại cùng chúng ta. Chúa tháo đi. Chúa sẵn sàng tha thứ. Khi Chúa đã tha thứ thì tất cả mọi vũ khí để ma quỷ dùng nó để cầm buộc chúng ta bị tháo bỏ. Chúng ta thấy rằng ví dụ như một người lính kia đứng gác ở cái cổng của cái nhà tù đó, cho dù nhà tù nó có 1.000 người, nhưng mà nếu người đó có vũ khí cầm trong tay mình thì có ai dám chạy ra không? Không dám. Nhưng nếu như cái vũ khí đã bị tước rồi thì kể cả một tù nhân cũng dám xông ra, bởi vì bị mất vũ khí rồi. Nhưng mà Chúa nói này, Ngài sẽ tháo dây lưng các vua đang mở cái cửa thành trước mặt ngươi, cấm không được đóng lại. Cảm ơn Chúa, khi ta có giấy phép để cầu thay thì ma quỷ không thể đóng được lại. Chúa không có quyền làm điều này. Và chính Ngài sẽ đi trước mặt chúng ta, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gai bằng sắt. Ngài sẽ ban báu vật chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho chúng ta, để chúng ta biết rằng chính Ngài là Đức Giê-hô-va, Đức Trời của Israel, đã lấy tên chúng ta, gọi chúng ta. Tên chúng ta là gì nhỉ? Chiên cờ đồng cỏ Chúa, bay là loài người. Tên chúng ta là chiên cờ đồng cỏ Chúa, tên chúng ta là loài người. Ngài lấy tên đó gọi chúng ta. Và Ngài phán Ngài là đứng chăn chiên, chúng ta là chiên cờ đồng cỏ Chúa. Bây giờ, những của báu chứa trong nơi tối tăm đây là gì mà Đức Trời sẽ ban cho các tôi tớ của Ngài để giải cứu Jacob và giải cứu Israel? Trong y tế, nhất là trong khoa phẫu thuật chữa bệnh cho người ta đó, thì cái sự hiểu biết về giải phẫu sinh lý của con người và hiểu biết về các con vi trùng cùng các độc tố của con vi trùng gây bệnh cho người ta là chìa khóa số 1. Nếu một người chưa học bao giờ về giải phẫu của con người mà là công tác cấp cứu đó, sẽ giết người ta. Tôi đã đơn cử cho thành phố Hồ Chí Minh này, có rất nhiều người chết oan vì sự sốt sắng của những người cấp cứu ban đầu. Khi một người bị tai nạn mà ngã xuống đất bị bất tỉnh nhân sự đó, thì phải để nguyên tình trạng của người đó, không được di chuyển, chờ xe cấp cứu đến, là những người có chức năng hiểu biết về cấp cứu con người đó để bảo vệ. Ở bên Canada chúng tôi học rất kỹ là không được bao giờ động chạm đến một người bị tai nạn rơi từ trên cao xuống hay là bị tai nạn xe hơi. Bởi cái cổ người ta có thể sẽ mất hoàn toàn chức năng nếu chúng ta cấp cứu sai. Công việc đầu tiên của những người cứu hỏa đó, ở Canada, người cứu hỏa làm công việc trước hết. Họ được dạy rất là kỹ về vấn đề cứu thương. Sau khi họ cái xe nó đâm giúp vào nhau rồi, việc đầu tiên của họ là tìm được cái cổ của cái người lái xe. Họ tìm mọi cách để cắt cái khung xe ra để vào và bọc cái cổ họ lại bằng một cái miếng nhựa phía trước phía sau đó ốp lại. Bởi vì nếu như cái cổ này không được cấp cứu thì toàn bộ sự cấp cứu sau đó sẽ vô ích. Bởi vì khi chấn động như vậy thì cái thân thể của ta bị động rất là mạnh như vậy, cái cổ rất dễ bị chấn thương. Nên đầu tiên là phải gì? Phải khiến cái cổ được bảo vệ cứng lại đã và khiến nó không ngoái được nữa. Rồi bây giờ mình tìm cách cứu người ta ra sau. Nhưng tôi thấy ở Việt Nam này, nhiều người khi mà đụng xe ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự rồi, ô mấy người kia là dựng dậy, đánh vào tay, này, tỉnh, rồi đưa lên xe, cứ ngã ngưỡng chạy đến bệnh viện, đến nơi đây, chết. Bởi vì cái cổ họ bị chấn thương, trong khi họ dựng lên như vậy, nó bị chấn thương rồi, nó gãy luôn cổ và chết bởi vì cái cổ. Chưa ta hiểu không nào? Tôi đã đơn cử về vấn đề cấp cứu này. Vậy thì cái sự hiểu biết về giải phẫu của con người, hiểu biết về các con vi trùng và các độc tố và các hành động của nó trên cơ thể người ta, giúp cho người ta hiểu biết được chế tạo các loại thuốc như thế nào để chữa lành người bệnh, phục hồi các khả năng, các chức năng mà người ta đã bị các bệnh tật đó khiến cho bị mất đi. Thì cũng có thể như vậy, sự hiểu biết về lã thuật của luật pháp của lời Chúa, sự cai trị của Đức Trời sẽ giúp cho những người có chức vụ cầu thay đó giải cứu người ta được. Chúng ta biết rõ rằng khi người ta nhìn vào trong bóng tối, người ta không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà không phải vì người ta không nhìn thấy gì mà trong đó không có gì, phải không quý vị? Nó có, nhưng mà vì bóng tối. Cũng có thể như vậy, lẽ thật của Chúa ở trong Kinh Thánh này, nhưng ta nhìn vào bằng mắt thường không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy, cũng như là người đi trong tối tăm vậy đó. Nhưng Chúa nói là gì? Nước Đức Trời giống như quả báu chôn trong đám ruộng. Quyền năng của nước Đức Trời được chôn giấu ở trong đám ruộng. Như vậy nếu ta không ở trong đám ruộng, không nhìn mà con mắt ở trong đám ruộng thì làm sao thấy được?
Thì Chúa nói là gì? Ngài sẽ lấy của báu chứa trong túi tăm đây để ban cho các tôi tớ của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem lời Chúa nói gì về của báu thuộc linh này. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44 chép: nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Mát đoạn 10 câu 21 chép: Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu, nên phán rằng: nhưng ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Luca đoạn 12 câu 33 chép: hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Luca đoạn 12 câu 34 chép tiếp này: vì của báu các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Của báu thuộc linh hay được gọi là bảo vật ẩn bí, chính là lẽ thật, là tri thức, là sự khôn ngoan của Đức Trời, như có chép ở trong sách Châm Ngôn đoạn 2 câu 1 đến câu 10: hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ màng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bảo vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng. Ngài là thuấn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, sự chánh trực và các nẻo lành. Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. Sự tri thức chính là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời vượt khỏi sức trí tưởng của tâm trí xác thịt chúng ta. Chính sự tri thức của Đức Trời đem sự cứu chuộc đến cho những người nào tin vào lời của Ngài. Khi mà người làm công tác y tế mà chế tạo được loại thuốc, thì chính cái thuốc mà được chế tạo ra đó sẽ là giải cứu được rất là nhiều người phải mắc bệnh. Chúng ta biết rằng người đầu tiên mà tìm ra loại thuốc chống sốt rét ấy, ông ta đã phải để cho muỗi mang ký sinh trùng sốt rét đó chích vào người ông ta. Rồi ông bắt đầu dùng các loại thuốc để chữa lại căn bệnh mà mình mắc do con muỗi đó. Và sau này dùng cái thuốc mà mang tên của ông ta. Như vậy thì cái biểu vật ẩn bí đây tức là lẽ thật mầu nhiệm, sự mắc bảo, sự bày tỏ, sự tri thức của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, thì căn cứ theo điều đó chúng ta cũng mới có thể giải cứu người ta được. Trong ngôn đoạn 11 câu 9 chép: kẻ ác lấy lời nói mà làm tàn hại người công là người lân cận mình, còn các người công bình nhờ tri thức mà được cứu khỏi. Có rất nhiều người bị sự rủa xả bởi tội lỗi của tổ phụ họ, và bởi tội lỗi của tổ phụ họ đã khiến cho nhiều người dùng lời nói để rủa xả lại dòng dõi của cái người phạm tội đó, và những người sau này không biết được tại sao mình bị cả. Vậy thì khi chúng ta cầu thay đó, chính chúng ta sẽ được Chúa ban cho bảo vật ẩn bí, những cái sự mà chúng ta không thể tìm ra được bằng trí khôn của con người đó, Thánh Linh mách bảo cho chúng ta. Bây giờ chúng ta mới dùng được cái chìa khóa căn cứ từ lẽ thật của Chúa mà giải cứu, để thanh toán cái món nợ mà đã khiến cho người ta bị cầm buộc đó. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng biết và làm chứng trong tất cả mọi sự. Vì Ngài là đấng toàn tri toàn tài nên Ngài có thể giúp đỡ cho các thầy tế lễ của nước Ngài đó trong sự cầu thay cho tuyển dân của Ngài. Thần của Chúa sẽ bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài những sự mà tội lỗi họ làm trong nơi kín dấu, trong nơi tối tăm, trong thời kỳ của quá khứ. Ngài bày tỏ cho chúng ta biết thì chúng ta mới có thể cầu thay được, vì tội lỗi hằng còn ở trước mặt Đức Trời cho nên khi nó được xưng ra trước mặt Chúa để Chúa tha thứ cho. Giăng đoạn 16 câu 13 chép: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho ngươi những sự sẽ đến. Đức Thánh Linh là thật là thật, Ngài bày tỏ cho chúng ta những điều thuộc về quá khứ, những điều hiện tại và tương lai. Quá khứ chúng ta sẽ trở về trong quá khứ để biết được những điều đã làm trong quá khứ, và hiện tại Thánh Linh biết rõ người ta đang bàn luận nghị luận như thế nào để chống lại chúng ta, là về tương lai những điều gì hội thánh của Chúa sẽ phải đối diện đến. Mà tất cả điều này đều có chép trong Kinh Thánh. Nêm-i đã tới thành Jerusalem được 3 ngày rồi bắt đầu tiến hành cái công việc khảo sát cái sự hư hoại của thành Jerusalem. Tức là cái này cái điều mà lòng mình cưu mang mà Đức Chúa đã để ở trong lòng Nêm-i. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cưỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi.
Nhưng chúng ta đã biết qua sự mách bảo của Chúa Giêsu rằng mọi lời Ngài đều là thần linh và sự sống. Do đó chúng ta có thể thấy những điều lạ lùng trong sách Nê-mi này. Đó là ngày Nê-mi rời khỏi kinh đô Su-sơ không được chép xuống. Và cái ngày tới Jerusalem cũng không được chép xuống. Chúng ta không biết là ngày nào, tháng nào, năm nào, không được chép xuống. Khác với lại công việc của thầy tế lễ Ezra được chép từng ly từng tí một. Tiếp nữa là công việc xây dựng hoặc sửa chữa vách thành hay là sửa chữa nhà cửa, sửa chữa lại công trình, người ta luôn luôn sử dụng để ánh sáng. Còn Nehemi thì lại đi trong ban đêm để xem cái vách thành này nó hư như thế nào. Đó là điều lạ lùng. Mà chúng ta biết rằng tất cả sự lạ lùng này đó là chìa khóa ẩn giấu cho chúng ta. Vì Chúa chúng ta là đấng lạ lùng. Nhưng khi chúng ta thấy sự lạ lùng thì phải tập trung chú ý vào. Vì đó là dấu hiệu của nơi Chúa giấu của báo của Ngài tại nơi đó. Nehemi tới Jerusalem để xây lại vách thành. Nhưng Nehemi lại không cho ai biết được công việc mình sẽ làm cho thành Jerusalem. Và những người đi với Nehemi để xem sách những nơi hư hoại của vách thành là rất ít. Bản King James Version chép là some few men, có nghĩa là một số rất ít người nam. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đang cho chúng ta thấy một sự mầu nhiệm ở đây. Và Nehemi không cưỡi ngựa, cũng chẳng cưỡi lạc đà, nhưng cưỡi một con thú để đi quan sát vách thành này. Thường thường để quan sát vách thành thì phải đi bộ, phải không nào? Để quan sát xem nó hư hoại đến mức độ nào nhá. Nhưng đây là đi bằng một con thú. Không ghi rõ tên của con vật đó mà gọi là con thú. Cái chữ con thú ở đây ở trong tiếng Hebrew là Behema số 0929, có nghĩa là con vật không biết nói, cầm lặng, im lặng, lầm lì, ngu ngốc, ngớ ngẩn. Chúng ta thấy này. Chính sự lạ lùng này ẩn giấu cái sự mầu nhiệm mà chúng ta đang học đây. Thứ nhất chúng ta học về cái thời gian. Vì không được ghi xuống thời gian của cuộc hành trình nên chúng ta có thể thấy rõ rằng đây là sự cho phép của Đức Trời về sự cầu thay được bắt đầu, không hạn chế về thời gian, không gian. Có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Và thời gian chuẩn bị có thể rất là dài. Chúng ta không biết được bao nhiêu lâu Nê-mi khởi hành từ Su-sân cho đến khi tới thành Jerusalem, không biết. Như vậy, lòng cưu mang của chúng ta, kế hoạch của chúng ta có thể kéo dài, không bị hạn chế. Sự chuẩn bị này không hạn chế và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tổ chức sự cầu thay, không bị hạn chế vì không được chép xuống. Thứ hai, về số người tham gia cầu thay, không nhất thiết phải số đông người. Chúa có nói rằng nếu như có hai người nhân danh Chúa mà nhóm nhau lại thì Ngài ở giữa. Và chính Chúa có nói rằng nếu có một người vì đất và đứng được sức mẻ thì Ngài sẽ không hủy trên đất. Như vậy, cái số người tham gia cầu thay đây không nhất thiết phải là số lượng đông, nhưng không phải là cấm không được đông người. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng điều này. Những người đi với Nê-mi từ Su-sơ tới thành Jerusalem đây là những người có tâm tình đồng với Nê-mi trở lại để xây dựng vách thành. Như vậy, những người cầu thay phải là những người có đồng một tâm tình, được Chúa chỉ định, được Chúa kêu gọi và có lòng muốn giải cứu người khác ra. Và như vậy, không phải bất cứ người nào là cơ đốc nhân thì sẽ làm được công việc này, mà phải là người chỉ định, mà là người Chúa biết. Người đó có đồng tâm tình và là biết phải có sự thương xót và hiểu biết trách nhiệm của mình và công việc đó để làm. Và đương nhiên công việc này sẽ không hợp với những người thích khoe khoang, thích kiêu ngạo, thích nhiều người khác biết đến, bởi vì làm rất là im lặng. Nê-mi không nói cho người ta biết điều mình làm, im lặng để làm. Như vậy công việc này không hợp với những người thích khoe cho người ta công việc tôi làm đây. Nhưng mà những người im lặng, những người sẵn sàng vì nước Chúa làm thì Chúa chọn những người đó. Tiếp đến là phương tiện giúp đỡ của những người cầu thay. Nê-mi nói rằng ngoài con thú mà ông đang cưỡi ra thì không có con thú nào khác ở với ông. Cưỡi trên bất cứ một con thú nào thì cũng có nghĩa là nhờ con thú đó mà đi được chỗ này, đi được chỗ kia, phải không nào? Khi chúng ta xem phim, tiếng Anh là movie, thì chúng ta sẽ nhờ phim ảnh đó mà được trở về quá khứ, nhìn thấy những điều đã xảy ra trong quá khứ, phải không nào? Nhìn thấy những điều mà chúng ta chưa hề bao giờ nghĩ đến, không bao giờ biết đến, hoặc không bao giờ có thể đến được. Ví dụ như nhiều phim ta có thể lên trên không gian, nhìn thấy những vì sao, nhìn thấy những dải ngân hà mà mắt thường chúng ta trước đây không nhìn thấy. Như vậy các phương tiện đó, nhờ các phương tiện đó mà chúng ta có thể biết được điều mà mình không thể đến đó và không thể biết được. Người Giu-đa không cưỡi ngựa, họ không có thói quen dùng ngựa, vì con ngựa không leo núi giỏi bằng con lừa và không thể đi sa mạc giống như con lạc đà được. Như vậy thì họ sử dụng lạc đà để khi để chở hàng và vượt qua các sa mạc và đi đường dài. Nhưng mà trong cuộc sống thường ngày thì họ luôn sử dụng con lừa. Nó thấp, lên ai có thể leo lên đó được, và nó rất là chịu cực và không gây ồn nào, không hí ồn nào giống như con ngựa. Và đặc biệt là nó thích nghe lời, nghe là chở cái gì nó cũng chở không kén chọn. Nên người ta nói là ngu như lừa.
bởi vì không kén chọn cho con ngựa. Mà chính vì đó mà người Giu-đa rất rất quý trọng con lừa, bởi vì nó dễ nuôi và nó chịu khó nghe lời của chủ nó và nó chịu khó đi. Và đặc biệt con lừa có một cái tính đặc biệt, đó là khác con ngựa, khác con vật khác, là nó có thể đánh hơi được và nhận biết được những vật gì chôn giấu ở dưới đất, và không bao giờ bàn chân của nó đạp lên những cái vật đó. Nên trong chiến tranh người ta đã khai thác đến cái tính năng đặc biệt của con lừa này, nên dùng con lừa để chở thương binh, chở vũ khí hoặc là đi trước để giao đường qua bãi mìn. Và người ta cứ theo cái dấu con lừa đó mà đi qua bãi mìn an toàn. Nó không bao giờ đạp chân lên cái gì mà có kim loại hay là dấu dưới đất, nó phát hiện được là không bao giờ đạp chân lên. Nên người ta sử dụng cái tính năng này. Và nó có thể đi như ban đêm, như con ngựa vậy, nó nhìn đêm rất là giỏi. Như vậy, căn cứ vào tập tục của dân Israel và tính cách của các con vật mà chúng ta nhận biết rằng con thú mà Nehemi đã cưỡi đây là con lừa. Trước khi chúng ta bước vào ý nghĩa mầu nhiệm của con lừa mà Nehemi đã cưỡi, chúng ta trở lại với hình ảnh Chúa Giêsu cưỡi lừa vào thành Jerusalem. Matthew đoạn 21 câu 1 đến câu 9 chép: vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đến gần thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Và điều ấy xảy ra cho để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Sion rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì cưỡi lừa và lừa con là con của lừa cái mà ngách. Hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng Ngài cưỡi lên. Bây giờ phần nhiều người trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân hình Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi rất cao. Con lừa ở trong tiếng Hebrew gốc của nó có nghĩa là làm cho thôi ngủ, làm cho tỉnh thức, làm cho sôi lên, làm cho náo động. Chúng ta thấy hình bóng của con lừa nói về hình ảnh của Đức Thánh Linh. Ít ai dám nghĩ đến điều này. Người ta thường nghĩ rằng hình ảnh cao quý nhất để nói về Đức Thánh Linh. Có nhiều người nói biểu tượng của Đức Thánh Linh là lửa, là dầu, là nước. Cái đó không đúng. Lửa và nước hình bóng về công việc của Đức Thánh Linh, nhưng không nói biểu tượng của Đức Thánh Linh. Biểu tượng của Đức Thánh Linh chúng ta có thể ví như là chim bồ câu, bởi vì Ngài hòa bình, Ngài êm dịu. Chúng ta ít khi thấy chim bồ câu đánh nhau. Đương nhiên cũng có, nhưng mà biểu tượng của chim bồ câu cũng là biểu tượng của sự hòa bình, mà Thánh Linh là Chúa của sự bình an. Nhưng mà cái biểu tượng của sự phục vụ thì ít ai dám nghĩ đến, đó là con lừa. Bởi vì Chúa Giêsu là lời của Đức Chúa Trời. Thành Jerusalem hình bóng về thân thể của những người được cứu chuộc bởi sự thương khó của Đấng Christ. Mà trong thành Jerusalem có đền thờ Đức Chúa Trời, nói về tâm linh chúng ta là nơi Đức Thánh Linh ngự. Như vậy để lời của Chúa có thể vào được trong thân thể của chúng ta và trong lòng chúng ta được, thì chỉ có Đức Thánh Linh có thể làm được điều này mà thôi. Vậy thì con lừa mà Chúa Giêsu cưỡi đó hình bóng về công việc của chính Đức Thánh Linh, khiến cho lời của Ngài được vào trong đền thờ của Ngài, mà thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Cũng một lẽ đó, để có thể nhận biết được sự hư hoại trên thân thể của con người ta, chúng ta phải tìm hiểu được nguyên nhân nào khiến cho người ta bị bệnh. Chắc chắn đó là tội lỗi. Tội lỗi khiến cho người ta bị sự rủa sả luật pháp giáng trên thân thể của người ta. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể biết được những sự hư hoại, những nguyên nhân mà khiến cho người ta bị bệnh? Nếu không phải là thần của Đức Chúa Trời, không phải Đức Thánh Linh, thì không thể nào tìm hiểu được. Và chính Đức Thánh Linh là hình ảnh gì? Con lừa mà Nehemi đã cưỡi. Và chính chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà có thể nhận biết được cái hậu quả, cái nguyên nhân khiến cho cái sự đổ xả đến trên một người, khiến người đó bị cầm buộc bởi quyền lực của ma quỷ. Cũng như là Nehemi đấy, nhờ con lừa, con thú mà người cưỡi đó mà đi xung quanh cái thành Jerusalem nơi mà bị phải hủy phá đó. Chúng ta biết rằng loài người để có thể tìm kiếm những vật bị mất, họ chế tạo ra các máy dò. Những người đi tắm biển rơi dây chuyền này, bông tai này, đồng hồ này, chìa khóa này, nó bị vùi cát đây rồi không tìm được, người ta chế tạo ra máy dò mìn, máy dò kim loại để đi tìm. Còn những cái vùng biển sâu, con tàu bị đắm đấy, họ chế tạo ra cái máy radar phát sóng để nó tìm ra vật đắm dưới biển. Và người ta chế tạo ra con tàu ngầm, mà khi tàu ngầm như vậy thì chúng ta biết rằng đó, họ có thể lái được
có thể chạy được dưới biển đó nhờ radar mà định tuyến cho cái con tàu đang ở độ sâu bao nhiêu và họ đang ở chỗ nào, thì họ không nhìn trực tiếp bằng mắt thường được. Cũng có thể như vậy, để chữa lành cho một người, người ta phải điều trị chính xác mà phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Người ta phải điều tra về quá khứ, điều tra về sự di truyền. Thì cũng có thể như vậy, để có thể giải cứu một người ra khỏi sự cầm bực của ma quỷ, chúng ta phải tìm kiếm nguyên nhân nào, cái món nợ đã được xảy ra từ bao giờ để thanh toán nó. Và chính Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu được điều này. Vì Đức Thánh Linh biết rõ mọi sự, Ngài có muôn đời, Ngài tường trước vô cùng, nên Ngài biết rõ những sự xảy ra trong quá khứ. Và ngoài Ngài ra, chúng ta không thể nào phát hiện được những điều gì đã xảy ra trong quá khứ cả. Bây giờ ta xem Kinh Thánh đã chép điều này như thế nào. Sách Ê-xê-chiên đoạn 8 từ câu 1 đến câu 18 chép: Năm thứ 6, ngày mùng 5 tháng 6, khi ta đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta. Bây giờ ta thấy và này, có hình giống như từ hình trạng lửa, từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa, còn từ lưng trở lên thì như hình trạng sáng chói, tựa như đồng bóng nhoáng. Người ấy giơ tay như hình cái tay nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta, thần cất ta lên giữa khoảng đất và trời. Trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời đem ta đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel, như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ này làm, tức là sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, đang làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Xong ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Đoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang, ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy soi vách đi. Khi ta soi vách xong, thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán: Hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó đã làm ra ở đây. Vậy ta vào xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường. Chứ mà các thần tượng ấy đứng 70 trưởng lão của nhà Israel, giữa đám họ có Ja-a-sa-nia, con trai Sa-phan, mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bèn phán: Hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm ra nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn ta đến lối vào nhà, cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi nối về vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa của bàn và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sấp lưng về phía đền Đức Giê-hô-va và xây mặt về hướng đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó là phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy rẫy trong đất và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình, vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận. Mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dù chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Ê-xê-chiên bị bắt làm phu tù sang xứ Canh Đê của Babylon, cùng các trưởng lão bị bắt làm phu tù ở bên đó. Buồn lắm, chẳng biết vì sao mà mình lại bắt làm phu tù sang bên này. Chúa biết lòng của người ta, và Chúa khiến cho tâm linh của Ê-xê-chiên được Chúa cất lên đem về Jerusalem, cách đó hơn 1.000 km đường chuyến bay, để nhìn thấy cái nguyên nhân khiến cho dân Israel bị bắt làm phu tù. Thì Chúa nói: Cho dù các ngươi khóc lóc, ta cũng chẳng thèm nghe đâu, bởi vì họ làm như thế này làm sao ta về được. Đây là điều Chúa muốn bày tỏ cho ta biết là tất cả mọi sự đều có nguyên nhân của nó. Chúa không làm điều gì mà không có nguyên nhân. Ngài đối xử rất công bình. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ được, để có thể giải cứu một người ra khỏi cái sự rủa xả của luật pháp đó, chúng ta phải được chú quyền của Đức Chúa Trời và có sự hiểu biết về sự cai trị của Đức Chúa Trời, và phải nhờ cậy Đức Thánh Linh. Nhờ Ngài chúng ta biết được quá khứ của người ta, nhờ Ngài chúng ta biết được nguyên nhân nào khiến người ta bị cầm buộc. Chúng ta phải nhìn thấy, và khi nhìn thấy thì phải biết rằng luật pháp đã nói gì đến những tội lỗi đó, và chúng ta phải thanh toán, giúp người đó thanh toán.
đó là cờ sĩ, đó là lẽ thật, để chúng ta xưng tội thay cho người đó ra. Mà khi tội đó được xưng ra thì được trở nên sự sáng, và khi Chúa cất tội lỗi đó đi rồi thì người đó mới được buông tha. Điều Chúa làm cho Ê-xê-chiên, Ngài cũng làm cho chúng ta ngày nay vậy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đưa tâm linh của Ê-xê-chiên từ xứ Kinh Đê Babylon trở về trong Jerusalem. Như vậy cái sự cầu thay này có thể vượt qua không gian, vượt qua thời gian, trở về quá khứ. Nếu Đức Chúa Trời có thể cho sứ đồ Giăng nhìn thấy tương lai mấy ngàn năm sau này với điều Ngài sẽ làm cho loài người, thì cũng có thể như vậy, Ngài cũng khiến cho các tôi tớ của Chúa có thể trở về trong quá khứ, nhìn thấy được biển đỏ rẽ ra làm sao. Và tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi trở về 2000 năm trước đây tại vườn Gethsemane, Chúa bị bắt như thế nào, và chính tâm linh của tôi đã nhìn thấy rõ cảnh Chúa Giêsu bị bắt, Ngài bị đánh, Ngài bị đẩy. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Và chúng ta cũng vậy, trong sự cầu thay này, ngoài Đức Thánh Linh ra chúng ta không thể làm gì được. Bây giờ ta tiếp nữa, sự quan sát để nhận biết các nơi ưu ái, đi trong đêm. Chúng ta biết rằng là trong công việc chúng ta hàng ngày, sự sáng vô cùng quan trọng. Rồi mới đến thời tiết, phải không nào? Nếu mà mưa là sao đổ bê tông, mà nếu không có sự sáng làm sao làm xây nhà được. Mà đây cứ lạ lùng, tại sao mà Nê-mi không đi ban ngày mà đi ban đêm? Khi chúng ta cầu thay cho bất kỳ người nào thì công việc chúng ta làm đó là làm trong sự mù đấy quý vị. Lời Chúa là sự sáng ở trong tâm linh chúng ta, là dạy chúng ta biết cách làm. Nhưng mà cầu thay đây là hoàn toàn đi trong sự mù. Chúng ta không hề biết một tí gì về cái tội lỗi của quá khứ của tổ phụ người đó, chứ đừng nói của người đó nữa. Có thể người đó sẽ nhớ một phần nào tội lỗi của mình, nhưng không thể nhớ hết được. Không chỉ tội lỗi của tổ phụ, làm sao chúng ta biết được? Tức là chúng ta đi mò đấy. Cũng giống như là cái máy bay đấy. Khi bay trong bão tố, khi bay trong thời tiết tối mù, chúng ta biết rằng khi máy bay bay ban đêm đấy, giống như là bay lộn ngược không biết đâu. Vì cái tốc độ ly tâm quá nhanh đi, đường họ bay ngược không biết là họ ở bay như thế nào nữa. Ở dưới biển cũng thấy vì sao, trên trời cũng thấy vì sao, họ bay mà không biết gì cả. Cho nên khi họ nhìn vào la bàn mới biết rằng mình bay lộn ngược. Người ta thấy đấy. Nhưng mà trong cơn bão tố đó, họ bay bằng gì nhỉ? Họ bay bằng radar. Thậm chí họ mệt quá, họ báo cho sân bay họ sắp tới là chúng tôi không thể điều khiển máy bay được nữa, các ông điều khiển đi. Và họ bắt đầu họ báo sân bay, bắt đầu sân bay dùng remote, tức là điều khiển từ xa đó, và máy bay hoàn toàn bay tự động, hạ cánh tự động, hoàn toàn bằng tín hiệu radar phát ra. Con tàu ngầm cũng vậy, họ đi hoàn toàn bằng radar, họ đi mù, họ lái bằng radar, họ nhìn qua radar mà thôi. Cũng có thể như vậy, chúng ta khi cầu thay hoàn toàn tin cậy vào Đức Thánh Linh. Khi chúng ta nhắm mắt lại, Chúa cho chúng ta thấy khải tượng, thấy hình ảnh, cũng như chúng ta ngủ mà thấy chim bao, thấy thiên đàng, thấy địa ngục, thấy tất cả điều gì mà Chúa muốn chúng ta thấy, chúng ta thấy qua Đức Chúa Trời. Đi ban đêm, nếu như đi ban đêm mà nhìn thấy được vách thành, chúng ta cũng vậy. Chúng ta nhắm mắt lại, trông cậy thấy linh Ngài, Ngài cho chúng ta thấy được điều này. Tôi cảm ơn Chúa, chính tôi được cầu thay, vợ tôi được cầu thay. Chúng tôi đã từng vượt biên giới, vượt thời gian. Chúng tôi được từ sang Nga để nhìn thấy mà nơi người ta đã phạm tội, là nguyên nhân khiến người ta bị sự đổ xả của luật pháp giáng trên họ. Tôi có thể thấy những điều đã xảy ra trong quá khứ ở Nha Trang, là khi tôi cầu thay cho một nhân sự, và rất chính xác như vậy. Như vậy, nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể vượt không gian, vượt thời gian để biết được cái nguyên nhân khiến cho người ta bị cầm buộc, để chúng ta cầu thay cho họ. Nên đi cứ lừa đi xem vách thành trong đêm, chứ hình ảnh chúng ta ngày nay được bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Và chúng ta sẽ nhờ Ngài mà biết được những điều gì đã xảy ra, cũng như Ngài đã làm cho tiên tri Ê-xê-chiên vậy. Mọi công việc sẽ được thi hành sau khi chúng ta đã xem xét được cái sự hư hoại cùng nguyên nhân của sự hư hoại rồi. Bây giờ chúng ta mới có thể chuẩn bị cho các vật liệu cần thiết để mà cầu thay. Như vậy sự cầu thay đây không phải chỉ ngồi vào một lúc là xong đâu, phải có sự cầu nguyện trước đó để được Chúa dẫn dắt trong sự mặc khải của Chúa, rồi mới xem rằng liệu cái phí tổn chúng ta đây làm được bao nhiêu lâu, xây dựng bao nhiêu lâu, có xây dựng đủ không, có kịp không. Chứ phải ngồi đại rồi đến khi 12 giờ đêm mà chưa cầu nguyện xong, nhưng mà bây giờ không về đâu, chồng tung la, không về thì chung cư đóng cửa. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đang dẫn chúng ta ở trong những giờ bổ nhiệm, vì Ngài đang đào tạo chúng ta trở thành thầy tế lễ của nước Ngài. Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về những sự mầu nhiệm về những nơi bị hư hoại của vách thành Jerusalem mà ý nghĩa như thế nào cho chức vụ của chúng ta và cuộc đời chúng ta, để chúng ta áp dụng trong sự cầu thay cách thành công. Thế là chúng ta cùng nhau hết thảy đứng dậy cầu nguyện, tạ ơn Chúa về lẽ thật Ngài ban cho chúng ta, và xin Chúa cũng cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để nhớ hiểu nguyên tắc làm việc của Chúa, để chúng ta áp dụng lời của Chúa cách thành công cho cuộc đời chúng ta theo Chúa.